Xin chào anh chị em. Hôm nay tụi mình có một cái buổi offline ở nhà của một thành viên trong nhóm Unschool Đà Lạt. Bình thường tụi mình cũng có những cái offline định kỳ. Hôm nay thì nhân cái chuyện bạn đây là bạn Bích ở trong nhóm. Em Bích thì vừa trải qua một cái kỳ nhìn ăn bao nhiêu ngày em? Dạ 15 ngày. 15 ngày là cũng là một trong những thành viên mà thực hiện hành nhìn ăn dài ngày nhất ở trong cái nhóm Unschool. Thực ra trong cái nhóm Unschool tụi mình thì hầu hết các thành viên đều có kinh nghiệm nhìn ăn rồi, dài ít thì đều có. Và cái này gọi là làm giàu không khó, nhìn ăn không có tốn tiền, chả phải tiêu gì cả. Nhưng mà có cái điều, những cái lợi ích phía sau đó mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thậm chí trên từ khóa đến Google bây giờ nó search là Đoàn Quý Lâm nhìn ăn nữa. Mặc dù mình phải chuyên gia gì cả nhưng mà thực ra là do mình hay chia sẻ mà. Cho nên là từ đây cũng là một cái mà mình thấy cần chia sẻ, bởi vì Bích là người thực việc thực. Cho dù là không phải là chuyên gia nhưng mà mình là người thực hành thì mình đều có, mỗi bất cứ một người nào thực hành đều có giá trị hết để chia sẻ hết. Cho nên mình cứ luôn luôn đưa ra những câu chuyện thực, chuyện thật đó, nó rất là có hiệu quả, rất có tác dụng và rất là có cảm hứng cho mọi người. Mình thấy Bích là một người rất là bản lĩnh khi mà là mẹ của ba đứa con nhỏ rồi phục vụ nấu nướng cho chồng con ăn mà vậy vẫn nhìn ăn được. Chứ đối với những người khác thì họ sẽ nhìn ăn ở trong một cái khóa gọi là khóa nhìn ăn, thì ở trong đó nó có sự giám sát lẫn nhau này, rồi có sự thiếu, nghĩa là không có về cái thực phẩm và mọi người đều giám sát lẫn nhau thì cái dễ thực hiện hơn. Còn mình ở nhà trong một cái đời sống thường nhật mà mình lại nhìn ăn trong khi mọi người ăn, mà trong khi đó mình còn nấu ăn cho mọi người nữa, thì rất là bản lĩnh. Mình đánh giá nhìn ăn lại bản lĩnh hơn cả ra chiến trường đó đấy, hơn cả đại ca giang hồ đấy. Xin hỏi Bích là Bích đã thực hiện cái đợt nhìn ăn như vừa qua, em có thể kể lại cho mọi người em thực hiện cái điều đó như thế nào không? Thật ra thì cái đợt em nhìn ăn cũng nhiều lần, nhiều đợt rồi. Nhưng mà đợt những cái đợt trước thì em nhịn tầm một tuần, nhưng mà đợt này thì em nhịn 15 ngày. Thì thật ra là em biết tới phương pháp nhịn ăn này cũng lâu. Và đợt vừa rồi là em cảm thấy sức khỏe có một tí vấn đề, như là em bị viêm đường tiết niệu, với lại em bị viêm, bị đau vai gáy, đau cột sống sau gáy, rất là mỗi lần ngủ dậy rất là khổ vì nó đau, mà xoay cổ rồi cũng không được. Thì em mới quyết tâm là em nhịn ăn một chuỗi là 15 ngày. Thì sau khi nhịn ăn tới ngày thứ 7, thứ 8 là em cảm thấy những cái triệu chứng về những cái bệnh đó của em là hết, không thấy đau gì nữa. Thì sau khi mà 15 ngày thì em thấy nó hết hẳn, và tới bây giờ thì nó vẫn không có ấy, mà người mình cảm như được làm sạch, nó không có một tí triệu chứng gì như lúc trước. Khi mình nhịn ăn thì rõ ràng là mình để cơ thể mình được nghỉ ngơi á, không phải tiêu hóa thức ăn và không bị ảnh hưởng những cái năng lượng từ đồ ăn. Như là thịt cá đồ thì nhiều lúc ăn thịt cá đồ nó cũng bị ảnh hưởng năng lượng của những cái đồ ăn, của những con vật đó. Thì mình khi mà mình không ăn gì thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, cơ thể nhẹ nhàng, kiểu mình được vào cái trạng thái là không suy nghĩ gì á, đầu óc rất là nhẹ nhàng, tỉnh táo. Em thực hiện cái đợt nhìn ăn đó, em có kế hoạch là sẽ nhìn ăn bao nhiêu ngày không, hay là em nhìn đến đó rồi em cảm thấy nhìn ráng được thì em cứ nhìn em thêm? Không nha, cái đợt nhìn ăn này là em định nhịn là 15 ngày. Là giống như là não mình nó cài đặt là nhịn 15 ngày ấy. Sau 15 ngày tự nhiên là bắt đầu em thèm ăn. Trước đó thì em không ăn một cái gì, em rất là bình thường. Nhưng mà sau 15 ngày bắt đầu làm cơ thể thấy đói lại, thấy thèm ăn lại, và bắt đầu em mới ăn lại. Thực ra thì nhìn ăn thì rất là nhiều người họ sẽ chưa thực hành thì họ sẽ rất là lo sợ. Thế thì những cái cảm giác nào là nó gây nên thử thách lớn nhất cho một người nhìn ăn trong cái thời gian đầu? Thật ra là thử thách là mình, trước khi mình nhìn ăn thì mình nên tìm hiểu một chút về các kiến thức về nhìn ăn. Như là đọc sách và nghiên cứu một tí về tài liệu về nhìn ăn, để mà mình nắm được cái phương pháp nhịn ăn. Với lại
đọc tài liệu thì mình cũng nên tránh đọc nhiều cái tài liệu quá, nó làm cho mình bị hoang mang á. Nhiều tài liệu trên mạng bây giờ nó cũng loạn lắm, nó cũng làm cho mình hoang mang, cho nên mình không, mình mà đọc quá nhiều thì cũng ấy, mình chỉ cần biết là mình chỉ cần nắm được cái nguyên lý là cơ thể mình nó cần phải được nghỉ ngơi để mà tập trung năng lượng để chữa lành những cái mà mình cần chữa. Cơ thể mình đang cần chữa một cái căn bệnh gì đó thì mình sẽ tập trung năng lượng về cái chỗ đó để chữa cho mình thôi. Thế em cảm giác là trước cái đợt nhìn ăn vừa rồi và sau cái đợt nhìn ăn vừa rồi và trong quá trình cái đợt của cái đợt nhìn ăn đó thì em cảm giác những cái biểu hiện nào là những biểu hiện mà em thấy lợi lạc nhất và thấy cần chia sẻ? Lợi lạc nhất là em tự chữa được những cái bệnh mà em nói đấy, là bệnh đau vai gáy và bệnh viêm tiết niệu của em á. Rồi cái nữa là cảm thấy cơ thể mình nó khỏe hơn. Trước đây á, trước cái đợt nhịn ăn thì em cảm thấy người nó uể oải lắm, không làm việc được, không có làm được gì. Mình đi làm một gì cũng trong cái trạng thái là uể oải. Thì sau cái đợt nhịn ăn xong thì em cảm thấy người mình có năng lượng hơn, đầu óc tỉnh táo và em làm việc nó kiểu như là tràn đầy năng lượng hơn. Em có thể đi ra làm sạch cái đám cỏ đằng trước là biết rồi. Mà bình thường không bao giờ em tin là em có thể làm được cái đám cỏ đó, mà em làm sạch cái đám cỏ trong vòng một ngày. Rất là bền bỉ ha. Dạ. Thực ra hồi trước mà mình nhìn ăn một ngày, cái ngày nhìn ăn đó mình vẫn làm việc, mặc dù nó không mạnh giống như là mình cơ bắp để làm những việc nặng, nhưng mà mình làm việc nó rất là dẻo dai và làm hoài cả ngày cứ đều vậy không mệt. Trong cái quá trình nhìn ăn như vậy thì em đã có những cái sinh hoạt hoạt động gì hay là nghỉ ngơi hay như thế nào để em thấy là trong cái quá trình nhìn ăn em vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Ví dụ như là những công việc hàng ngày của em như là giặt giũ nấu nướng hay là dọn dẹp gì đó thì em vẫn làm được trong quá trình nhịn ăn, chứ nó không ảnh hưởng gì cả. Thì một ngày thì ví dụ như là sẽ có những ngày thứ 7 và thứ 8 là cơ thể mình nó rơi vào cái trạng thái là nhiễm độc axit khi nhịn ăn. Khi mà mọi người đọc tài liệu thì sẽ biết cái trạng thái nhiễm độc axit đó là những cái ngày mình cảm thấy mệt, mình nằm nghỉ. Còn lại là em thấy em vẫn chạy xe máy đi chợ, rồi vẫn nấu ăn, vẫn phục vụ con cái bình thường, không có vấn đề cả. Mà mình làm trong cái trạng thái mình còn cảm thấy khỏe và thấy đầu óc nó thoải mái và vui vẻ hơn. Nhiều lúc cái trạng thái bình thường của mình là còn hay cáu gắt với con cái hay là làm một việc gì đó, nhưng mà trong quá trình nhịn ăn mình cảm thấy rất là vui vẻ, năng lượng lắm. Không có bao giờ cảm thấy cáu gắt gì cả. Cái nhìn ăn thì nó có hai khái niệm, một là nhìn ướt, hai là nhìn khô. Thì như ở trên cộng đồng của chúng ta thì mình có biệt hai trường phái, nhìn ướt và nhìn khô đó. Nhìn khô là ở chỗ anh Nguyễn Hình Thuật, còn nhìn ướt là chỗ thầy sư thầy Thích Tâm Thành. Thì mọi người có thể tìm hiểu. Nhưng mà ở em thì em áp dụng như thế nào? Em thực hành nhịn khô, nhưng mà em nó vẫn là khi mà đọc tài liệu thì nó vẫn rơi vào là nhịn ăn hoàn toàn. Có nghĩa là mình không đưa một cái thức ăn nào vào cơ thể mình. Mình không nhai, không đưa một cái thức ăn có kiểu như thô cứng gì vào cơ thể mình hết. Đó là gọi là nhịn ăn hoàn toàn. Còn nhịn theo kiểu thầy Thích Tâm Thành đó, là thầy Thích Tâm Thành là không phải là nhịn ăn, mà là thầy tổ chức khóa thanh lọc thân tâm. Có nghĩa thầy cho uống những cái nước ép và nước kiểu như thải độc cơ thể là chính, và ngồi thiền rồi thanh lọc tâm trí rồi. Còn như nhịn ăn là như em thực hành á, là nhịn ăn đầu tiên là em nhịn khô á, là nhịn không ăn không uống gì, không đưa bất cứ một gì vào cơ thể. Sau đó là những cái ngày sau mà mình cảm thấy mệt thì mình có thể nhấp một tí nước, ví dụ như là nước trà gạo lứt rang, hay là một cái nước ép dưa hấu, hay là nước ép cà rốt gì đó. Mình cảm thấy mệt và cảm thấy khát thì mình cứ nhấp một tí, mình không ăn thôi. Mình không ăn để mình không tạo cho, tại vì cái hệ tiêu hóa mình đang nghỉ ngơi, mình không ăn vào để cho nó phải làm việc, kiểu như làm việc lại á. Mình cứ nghỉ ngơi vậy đó. Thế bây giờ là em đã kết thúc bao nhiêu ngày rồi? Em kết thúc được 15 ngày. Kết thúc được 15 ngày nhịn ăn. Nhưng mà từ ngày 15 đến giờ là đã ăn ra được bao nhiêu ngày rồi?
Em ăn ra chắc cũng gần 1 tháng rồi, em ăn ra Một được tháng gần rồi một hả? tháng rồi. Nghĩa là bây giờ mình đã trở lại cái tình trạng là bình thường. Thì Dạ, còn khi bình mới nhịn ăn thường. xong thì nó cũng có những cái biểu hiện, như nếu mà sau sau 15 ngày thì nó biểu hiện của một con người về thể hình, nhan Không, sắc nó như thế nào, đúng, body đó. em nhịn ăn 15 ngày thì em giảm tầm 7 kg. Mà da thì không, trong lúc nhịn ăn thì da dễ nó xám, nó bị kiểu như người mình nó tối đi, và nhìn nó sơ xác, nhìn nó thảm lắm. Nhưng mà khi em ăn ra, một ngày sau khi em ăn ra thôi là bắt đầu da dễ hồng hào lên, là người mình tràn đầy sức sống luôn, giống như một cái cây nó đang héo mà được tưới nước vào vậy đó, là nó kiểu như tràn đầy sức sống, là nhìn thấy nó khác hẳn luôn, giống như mình được kiểu như là mình là một cái con người tươi mới trở lại vậy đó. À, chúng ta hình dung thế này, mình thì nếu mà nói đến cái cơ khí máy móc á, thì nó cũng không không có giống con người lắm đâu, nhưng mà thực ra chúng ta có thể hình dung tưởng tượng thế này này, giống như một chiếc ô tô hay chiếc xe máy đó, chúng ta đến cái kỳ bảo trì bảo dưỡng ấy, chúng ta xả hết xăng hết nhớt, vệ sinh lọc gió, vệ sinh bình xăng, rồi làm sạch hết tất cả bên trong các cái hệ thống của chiếc xe, và bắt đầu mình thay cái nước làm mát mới này, nhớt mới này, rồi thay xăng mới vào, thì cái xe nó sẽ vận hành trơn tru hơn, mạnh khỏe hơn. Thì cơ thể của chúng ta thì cũng dưới dạng một cái bộ máy khá là tinh xảo, nhưng mà cơ thể của chúng ta hầu như là đa số là đã không được bảo dưỡng bảo trì, mà chỉ được đắp vào thôi. Và chúng ta sẽ có một cái thói quen là chúng ta đắp vào, và chúng ta cứ nghĩ rằng là ăn càng nhiều thì càng bổ dưỡng, chất vào càng nhiều thì càng giá trị, bởi vì chúng ta làm, nhiều người vẫn quan niệm rằng là làm được ăn được. Cho nên là chúng ta đã ăn vào rất là nhiều mà chúng ta không có hiểu một cái cơ chế của cơ thể mình là nó cũng cần được thanh lọc, cần được bảo dưỡng, cần được nghỉ ngơi. Chúng ta khi mà tìm hiểu về cái khoa học nhịn ăn, chúng ta sẽ thấy một cái điều rất là tuyệt vời là khi mà cái bộ hệ thống tiêu hóa của chúng ta được nghỉ ngơi thì nó sẽ tự phát sinh một cơ chế gọi là cơ chế làm sạch, nó sẽ tự làm sạch trước. Còn bên Nhật Bản thì người ta còn nghiên cứu ra cái cơ chế tự thực. Cái cơ chế tự thực này thì anh chị em nhìn ăn cũng đã biết đến nhiều rồi, thì nó là một cái nghiên cứu mà đạt giải Nobel của một cái nhà khoa học người Nhật Bản. Thì cơ chế tự thực có nghĩa rằng là khi mà mình để cho cơ thể mình nó được trong cái trạng thái không tiếp nạp thêm ấy, thì nó sẽ ăn hết, tiêu hết những cái thứ gì gọi là dư thừa trong cơ thể mình. Và những cái thứ dư thừa đó là bao gồm tế bào bệnh, tế bào chết, tế bào các cái thứ mầm bệnh, những cái thứ tích tụ gây tắc nghẽn ở trong các cái hệ thống khí huyết, máu, mỡ, thịt, các thứ. Nói chung là nó sẽ đả thông hết tất cả, làm cho những cái người mà sau khi nhìn ăn thì có một cái cảm giác nó rất là sảng khoái, rất là tỉnh táo, và con người mình nó giống kiểu nó sạch từ bên trong ấy. Chúng ta thường tắm rửa xong chúng ta thấy sảng khoái vì sạch bên ngoài, nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta cảm nhận cái sạch bên trong nữa, chúng ta nó còn sảng khoái hơn rất nhiều lần so với cái sạch bên ngoài. Thì cảm nhận của Bích này là như sau cái đợt này em thấy cái gọi là cái sự sạch về thân tâm nó như thế nào? Kiểu như mình sàng lọc được những cái tâm trí mình, nó không còn suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp, mà đầu óc mình nó cảm giác như là, chứ trong cái giai đoạn nhịn ăn á, giống như đầu óc mình nó trống rỗng luôn á, nó không phải còn phải suy nghĩ một cái việc gì, kiểu mình làm việc gì thì mình tập trung vào việc đó thôi, nó không còn bị chi phối bởi những cái tư tưởng lan man ở bên ngoài nữa. Rồi mà sau khi thanh lọc xong, bây giờ em vẫn còn trong cái trạng thái là rất là kiểu như người nó rất là nhẹ, kiểu nhẹ 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 nhàng hả? kiểu. Giống như khi mà anh chị nhìn ăn đến ngày thứ tư thứ năm thấy giống như mình giao hòa với cái năng lượng xung quanh ấy, và giống như kiểu là cơ thể mình nó sẵn sàng mở các cái lỗ chân lông để nó tiếp thu năng lượng tinh từ 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 trời đất rồi đó. Nó có một cảm giác nó rất là, mà con người mình hình như dễ xúc động hơn, nó tình cảm hơn đúng không? Kiểu như là mình cảm thấy là mình có một cái sự cái gọi cả cái tình yêu thương của mình tự nhiên Đúng nó rồi. lớn lên. Như là mình mỗi em nhìn ăn xong rồi tới chiều em đi dạo á, em quan sát kỹ cây cỏ hay con vật thì em cảm thấy cái tình yêu thương trong em nó tăng trưởng hơn, nó mình quan sát kỹ hơn, mình cảm nhận cái sự sống của muôn loài, nó cảm thấy nó rõ hơn á, kiểu vậy.
Thì cái tại em Bích là một người thực hành, mình phỏng vấn Bích là để cho mọi người thấy được rằng là nhìn ăn 15 ngày không chết, không sao cả, nó vẫn sống sơ sơ này. Mà hơn những vậy nó còn rất là khỏe mạnh. Mọi người đừng lo sợ, ở đây mà Đoàn Quý Lâm muốn nói với mọi anh chị em á, là những cái biểu hiện của rất là giá trị của sau những cái ngày nhìn ăn thanh lọc. Đoàn Quý Lâm thì do cơ thể cũng ốm nên nhìn ăn có một cái đợt đó thôi, nhưng mà mình cảm nhận là cái ngày mà chia sẻ để tạm biệt cái lớp nhìn ăn đó, hầu hết là phần lớn trong những người chia sẻ là họ đều khóc, bởi vì họ có cái sự xúc động, nó rất là dễ xúc động, cái tình thương nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ, bởi vì khi đó nó là có một cơ chế mà nhiều người họ không để ý, nhưng mà mình để ý thì mình hiểu rằng là cơ chế là do con người trở nên tinh khiết hơn, thuần khiết hơn, trở nên trong lành hơn, cho nên cái tính thiện nó bộc lộ ra, thế thôi. Cái nhân chi sơ tính bổn thiện mà thành ra là khi đó là nó thanh lọc thân tâm ra thì nó rã rụng đi những cái mảng bám, những cái ô tạp, thì bắt đầu nó lộ ra cái tính thiện của mình, cho nên những người đó họ rất là dễ xúc động, dễ khóc, và nó nảy nở một cái tình thương đối với mọi người và vạn vật. Và cái giá trị của nhìn ăn thì Đoàn Quý Lâm cũng nói nhiều rồi trong cái bài mà mình phỏng vấn anh Nguyễn Đình Thuật, bây giờ gọi là sư rừng gòi ha, sư Thuật rừng gòi đó, là xuất gia đi tu rồi và cũng thường xuyên tổ chức những khóa nhìn ăn đó. Thì trong cái bài phỏng vấn đó mọi người có thể xem lại, thì anh Thuật cũng chia sẻ khá là nhiều về cái kiến thức nhìn ăn. Thì mình thì là những người anh chị em mình thì những người amateur thực hành, có thực hành và nói ra những cái thực hành của mình thôi. Thì mọi người có thể tìm hiểu thêm, nhưng mà mình có dù nói rồi mình cũng xin nhắc lại trong cuối video này, đó là nó là một cái phương pháp chữa bệnh cổ truyền có từ hàng ngàn năm rồi, và không có một cái biện pháp chữa bệnh nào mà nó triệt để như là cái nhìn ăn chữa bệnh. Nếu mà các bạn có bất cứ cái mầm bệnh gì các bạn nhìn ăn thì nó sẽ bài trừ, tiêu trừ, thanh tẩy hết những cái mầm bệnh đó. Và chúng ta có được một cái niềm tin rằng là chúng ta không cần phải tốn kém tiền cho đầu tư cho mảng y khoa. Và nữa là nó không chỉ là thanh lọc thân, tẩy trừ bệnh tật, mà nó còn thanh lọc tâm. Nó làm cho chúng ta trở nên cũng trong trẻo hơn trong cái tâm trí. Và khoa học nhìn ăn thì nó cũng là có áp dụng trong cái tôn giáo và tâm linh nữa. Nhưng mà rồi có một vấn đề nữa là nó tăng cái bản lĩnh của chúng ta rất là nhiều, đúng không? Khi mà chúng ta nhìn ăn rồi, chúng ta thấy cuộc sống nó đơn giản quá, đúng không? Nó quá dễ dàng để sống. Chúng ta không có lo sợ nữa, nhưng mà bây giờ rất là nhiều người đói cái là sợ liền, đúng không? Chúng ta bây giờ đâu sợ đói nữa đâu, đúng không? Nhìn bao nhiêu ngày cũng được. Ok, rồi, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.